Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình hướng dẫn cho bạn cái dự án ở trên Gacy. Đây là dự án Holiday của nó, thì nó sẽ có những cái part 1 đến part 6. Bây giờ thì mình đang hướng dẫn các bạn đến part 6. Ở trên kênh ấy, mình có đăng lên kênh nhưng mà mình thấy cái dự án này khá là ok. Dự án này thì có NFT và NFT cũng đã bán được rồi ấy mọi người ạ. Này. Thì bạn nào mà chưa làm cái này thì các bạn làm cho mình nhé. Có những cái sự kiện thì nó yêu cầu chúng ta phải có passport NFT ở trên Gacy. Bạn nào mà trước đây đã claim free rồi ấy, thì các bạn bỏ qua cái giai đoạn đấy. Nhưng nếu mà các bạn chưa có làm thì bây giờ các bạn sẽ phải nó passport NFT nó như kiểu là một cái xác minh danh tính ấy, mọi người ạ. Các bạn sẽ phải chụp ảnh chứng minh thư mặt trước mặt sau cũng như là chúng ta quẹt mặt đấy. Thì để chúng ta nhận được cái passport NFT đấy thì sau này có những cái sự kiện gì ấy nó yêu cầu cái passport thì mình có sẵn rồi là không cần phải làm nữa. Bây giờ chúng ta làm thì như là sẽ không được miễn phí nữa mà chúng ta sẽ mất khoảng 5 USDT nhé. Thì nữa này mình sẽ hướng dẫn sau. Ở đây cái vòng 1 thì mình đã claim được rồi này. Cái dự án này thì nó cũng đã list ở trên sàn OpenSea và cũng có thể bán được rồi đấy. Thì nó có mấy cái nhiệm vụ đơn giản, những cái nhiệm vụ đơn giản thì mình sẽ không nói qua nữa nhé mọi người nhé. Chủ yếu là những cái nhiệm vụ như kiểu theo dõi discount cũng như là Twitter thôi. Có một cái này thì nó hơi khó khó một ít là nó yêu cầu chúng ta sẽ phải verify email ở trên Gazelle. Thì chúng ta sẽ vào trong cái phần setting này này. Bạn nào mà chưa add email ấy thì các bạn vào đây add email vào đây cho mình nhé. Đấy, sau đấy các bạn ấn vào verify thì nó sẽ có gửi một cái code về ấy. Thì các bạn dán code vào là xong thôi. Đấy, xong đấy khi mà chúng ta ấn hết cái này thì chúng ta ấn hết verify cho mình nhé. Ấn hết verify và ấn claim thôi. Đấy, nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai ở đây. Đấy, cũng có rất là nhiều người đã claim cái này đấy mọi người ạ. Đây các bạn. Vào đây nhé. Đấy, như cái này thì vào đây. Chúng ta sẽ ấn vào là đây, những cái mà nó xanh rồi thì thôi nhé mọi người nhé. Cái này thì có cái translation ở trên Mainnet, Ethereum Mainnet thì nói chung là nó như kiểu có giao dịch ở trên cái mạng Ethereum ấy. Nó sẽ dựa vào cái ví của mình để nó tính toán. Thì kệ nó nhé. Cái này thì ví dụ mình roi rất cao này. Đấy, cái này các bạn ấn follow cho mình. Sao mà hôm trước là mình đã claim được rồi ấy nhỉ? Sao hôm nay nó lại còn thêm nhiệm vụ nhỉ? Hay là nó cho thêm cái nữa nhỉ? Hôm trước mình đã claim xong rồi đấy mọi người. Hôm nay lại còn thấy nữa. Verify here. Chúng ta sẽ vào đâu để verify? Vào đây ấn cái này lên à. Keep me sale. Private Keep me sale. Ấn cái này lên nào. Yes. Thế thôi hả? Red Dream. Nhưng hôm trước mình claim rồi đấy mọi người. Hay nhỉ? Claim xong rồi lại còn ra nhiệm vụ làm gì? Qua chờ chút, các bạn muốn có thế nào thì các bạn ấn vào đây. Ví dụ qua chờ thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Nó có hashtag sẵn rồi. Thì mình ấn xuống bên dưới này, mình ấn tắt cho mình ba cái bạn bè vào đây. Để cho nó đủ nhiệm vụ. Hôm trước mình cũng cứ gì nhỉ? Cứ làm đi làm lại mãi không có được. Mà hóa ra là nó yêu cầu chúng ta phải tắt ba bạn bè vào. Đấy, thế đấy mọi người ạ. Thì chúng ta sẽ làm xong cái nhiệm vụ. Đấy, xong thì chúng ta sẽ ở nó sẽ hiện cái nút xanh đấy và chúng ta claim nhé, mạng của nó là mạng Polygon vì thế cho nên là phí rất là rẻ thôi. Đấy, sau này chúng ta ấn claim thôi nhé. Rồi ok. Thế mà nó còn xem nhiệm vụ nhỉ? Đấy, nhiệm vụ thứ ba này. Mình cứ để một cái bài này thôi đấy. Mình để một bài 6 thôi. Còn các bạn vào trong cái web của mình, các bạn có thể search nhé. Các bạn có thể search là Gacy Holiday. Các bạn ấn vào đây search này. Đây nhé, mình ấy cho các bạn này.
Đây, Galaxy Holiday là nó sẽ ra một loạt cho các bạn luôn. Đây. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đấy. Thấy chưa các bạn? Còn đây là cái giá này, giá cả tí nữa thì mình sẽ nói sau nhé. Ở đây cũng thế này. Đấy, mọi người tham gia cái này, discount rồi Flow Twitter rồi Red Twin là Twitter thôi, là ấn claim xong. Đấy, bài 4 cũng y chang. 4 hình như là khó hơn hay sao? Có một bài mình không có passport nên không có làm được. Đây, cũng cái này cũng claim xong rồi. Đây, cũng thế. Khá là đơn giản thôi. À, Zeta này hình như là cần phải ở Testnet, làm Testnet của Omichan. Zeta Chan thì hôm trước mình đã hướng dẫn với các bạn tham gia vào Testnet Zeta Chan rồi, cho nên cái này đương nhiên là chúng ta đã làm rồi. Ok. Tiếp theo là bài 4, bài 5. Bài 5 này hình như là khó nhất. Bài 6 khó nhất. Đây. Bài này là cần passport này, passport Gacy này. Bạn nào mà chưa có là các bạn phải vào đây để làm nhé. Mình cũng chưa có, cái ACC này mình chưa có passport luôn mọi người ạ. Đấy, mình sẽ min này. Chúng ta sẽ min, nhưng mà cái này thì sẽ phải mất, đây, ngày trước thì nó sẽ cho free, nhưng bây giờ chúng ta sẽ mất 5 đô nhé. Hình như là vẫn còn hay sao. Các bạn tích vào đây và ấn continue này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ chụp ảnh nhé, mặt trước mặt sau chứng minh thư, sau đấy chúng ta sẽ quẹt mặt. Khi mà verify xong thì bên này chúng ta sẽ xong cái nhiệm vụ ở bên này nhé. Rồi, cái này thì mình chưa có ấy được. Đây, nó bắt yêu cầu mình quẹt mặt này, tại vì là chứng minh thư mình đã chụp rồi, vẫn chưa ấy được mọi người ạ. Để sau đi. Tiếp theo cái bài 6 này thì cũng thế này. Bài 6 thì mình hướng dẫn luôn cho mọi người cái bài mới nhất. Đấy, bài 6 thì ở đây. Chúng ta theo Red Twin và Flow cái này hết rồi thì còn một cái nhiệm vụ này thôi. Nhiệm vụ này thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn làm. Đây, các bạn add cái này lên Chrome cho mình nhé. Add Mo Shop này lên Chrome nhé. Sau đấy thì nó sẽ hiện ra như này thì các bạn tích lên, tích cái Mo Shop lên. Tích thế này là nó hiện lên nhé. Đấy thì nó hiện lên đây rồi này. Hiện lên đây thì khi mà chúng ta login vào trong này, khi mà chúng ta chưa có ví ấy, thì chúng ta chưa thể login được. Chúng ta sẽ phải đăng ký một tài khoản thì nó hiện ra một cái web. Thì chúng ta đăng ký bằng email và mật khẩu, mà email các bạn phải trùng với email ở bên này, trùng với bên Gacel này nhé các bạn nhé. Sau đấy thì chúng ta ấn vào ví, login vào trong. Đấy, gì nhỉ, mật khẩu thì phải có hoa thường với lại ký tự đặc biệt nhé. Đấy thì sau đấy thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái nút ở đây là yêu cầu chúng ta lưu lại cái ký tự đặc biệt, thì chúng ta nhớ ấn vào nhé, lưu lại sheet đấy, mình hay gọi là sheet hay là gọi là ký tự đặc biệt, nó có 12 ký tự đặc biệt thì các bạn lưu lại không để lộ cho ai nhé. Sau đấy thì nó chúng ta copy lại lưu vào đâu đấy, sau đấy thì nó hỏi chúng ta thể đánh từ 1 đến 12, sau đấy chúng ta login vào ví như thế này là được. Đấy. Sau đấy quay lại đây thì chúng ta sẽ ấn vào verify. Đấy, lúc được lúc không thì nó sẽ còn update đấy mọi người, thì chúng ta cứ chờ ở đây để cho nó update đã nhé, để chúng ta claim sau. Ok chưa? Đây là 6 cái nhé. Ở đây thì là cái ấy của nó ở trên OpenSea. Con này giá khá cao, bán được 5 matic thì khoảng hơn 4 đô, gần 5 đô. Đây. Đấy, và đây thì có họ bán này 2-3 matic rồi các thứ này. Đấy. Thì chúng ta sẽ search cái con của chúng ta này. Item. Con đầu tiên của chúng ta là con gì ấy? Đây, search vào này. Nút. Nút clear. Đấy, con này cũng đang 3 matic này. Đấy. Đang 3 matic. Đây, chúng ta có thể bán được 3 matic.
Đấy, chúng ta sẽ vào cái connect đến ví của mình nhé. Connect đến ví của mình. Chúng ta sẽ search là Nansel Holiday. Đây, đây là cái NFT của mình. Tức là có 6 cái nhưng mà mình một cái thì mình không có passport đấy. Thì mình không có ấy được. Đây, cái này con này đang 6 này, 6 Matic này chưa trôi. Con này 2,9 Matic không chưa trôi này. Chúng ta hạ xuống khoảng 3 Matic là trôi. Nếu các bạn không muốn lưu không muốn hô để nhận iDrop sau này ấy, cũng không biết là nó cho iDrop hay không ấy mọi người ạ. Đấy, cho nên là nếu mà các bạn mà có đủ thì các bạn hô đủ cho mình. Còn nếu mà các bạn không có đủ ấy thì các bạn có thể bán nhé, các bạn có thể bán, làm được con nào chúng ta bán con đấy nhé, lên bán luôn cũng được. Còn nếu bạn nào có đủ bộ từ đầu chí cuối thì các bạn nên để lại nhé, để sau này xem thế nào, nó có cho chương trình iDrop hay round trip hay không. Đấy, cái bộ này toàn là cái bộ Giáng sinh ấy, chứ hôm nọ bán được 5 đồng rồi đấy. Thì mình cũng có muốn lít thì mình lít vào thôi, đang năm thì mình ví dụ hạ xuống khoảng 3-4 là nó trôi ấy mọi người. Đấy, còn những cái con này thì các bạn muốn hô thì các bạn ấn vào lead này. Đấy, các bạn lead đi. Ví dụ cái chuông này mình muốn bán khoảng đây, khoảng 0,1 0,4 matic thì mình ví dụ mình bán 2 đi. 2 matic đi. Đấy, thì chúng ta sẽ ấn vào lead. Lead lên để bán đi, thử xem có trôi hay không. Đấy, được cái nào các bạn bán cái đấy cũng được nha mọi người nhá, không sao cả. Đấy, còn nếu bạn nào mà muốn để lại mà có đủ bộ ấy thì các bạn để, nên để lại. Tại vì là mình chưa có passport ấy, mình chưa có xác minh được danh tính ở trên ấy, mình xác minh được có một cái thôi, còn một cái này thì chưa có xác minh được. Đấy, ví dụ con này các bạn muốn giá của nó là 1,8 đi thì chúng ta bán 3 đi. Đấy, chúng ta chọn Matic nhá, 3 ETH là không ai mua đâu đấy. Đấy, con 1 hầu như là đắt nhất con 1 đấy mọi người ạ. Con 1 hầu như là đắt nhất. Ok chưa mọi người? Thì mình hướng dẫn qua qua cho các bạn cái dự án ở trên Gaser, dự án Holiday của nó. Nếu bạn nào mà chưa có làm ấy thì các bạn làm theo hướng dẫn của admin để tham gia nhé. Nói chung làm cũng hơi vất vả nhưng mà bán cũng được tiền phết đấy. Con số 1 cũng được 4-5 đô á mọi người. Nhưng mà làm chỉ 1-2 phút, 1-2 không đến 1 phút đời. Thôi ok, thế là xong đấy mọi người ạ. Thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Thì mình sẽ update tiếp tục những cái round tiếp theo. Nó có khoảng không biết là mười mấy round không. Thế nhưng mà đang round 6 rồi. Thì mình sẽ update để bên dưới cho mọi người để mọi người cùng làm cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh Telegram cũng như là kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.